Rồi, chuẩn bị đánh quỷ các bạn ơi.
bà con có bác nào có lợi xui xẻo đi thì hôm nay là đem tiền nhiều rồi tiêu nghiệp với bà con có bác thực hại phải dùng dài chục ngàn cho quỷ nó mang đi thì đó cũng là đẹp cái hạnh lớn lao trong khi em cháu biểu diễn trong hôm nay đó là em cháu có tài sức một để cảnh sát ngày mai 8 giờ qua. Rất cảm ơn các bà con cô bác đồng thuận trên cháu. Thank you.
Rồi, sử dụng kiếm đao nè, bị đánh nè. Đây phải chuẩn nè. Gia này yêu quái nó cười quá trời. Quá tay ngay. Ha ha ha!
Sạch máu rồi, sạch máu rồi. Rồi, ở não nữa rồi. Ở não rồi. Học máu rồi. Quỷ này hết tiền là hết máu rồi. Có máu lại rồi đó. Rồi. Rồi, nhỏ té ghế rồi. Máu đi, hết máu rồi. Rồi chết rồi đó. Lại gần đó là nó ăn thịt đó. Lại gần đó là nó ăn thịt đó. Wow. Rồi kiên dụng xong. Cháu đã làm. Đó gì hả kìa. Rồi chở tắt. Rồi chụp xe hôm nãy giờ. Làm lễ bấy quà. Nào con đã chịu rồi. Rồi máu không rồi, bị ra cắn rồi đó. Rồi xong rồi đó. Mấy bạn ơi chứ bỏ bạn ăn hết trơn. Rồi giờ kết thúc video tại đây các bạn ơi. Tối quá. À.